Xin chào mọi người, đây là đường tỉnh lộ 10 quận Bình Tân, hẻm 1686, rộng 6m. Trên đường tỉnh lộ 10 mình có rất nhiều tạp hóa và bách hóa xanh. Mình xin giới thiệu, đây là 5 căn nhà phố liền kề tại đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Sân trước rất rộng, có thể đậu xe hơi. Bước vào trong là phòng khách, mình sẽ thấy trần rất là cao và thoáng mát. Bên tay trái của mình là cửa gỗ, có một cái kho nhỏ có thể đựng vật dụng. Tiếp theo mình sẽ bước vào tham quan nhà bếp. Tầng trệt mình sẽ có một phòng tắm. Bây giờ cùng mình đi lên thang máy để lên tầng 5 tham quan sân thượng của mình nhé. Sân thượng của mình bước ra bên tay trái mình sẽ có sân thượng sau và đồng thời sân thượng trước. Sân thượng trước mình sẽ có ban công để nhìn ra view, có gió thật mát và view rất đẹp. Cùng mình đi xuống tham quan tầng 4 nhé. Tầng 4 mình sẽ có 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Cũng như tất cả các tầng khác, tầng 4 mình cũng có phòng ngủ nhìn view ra ngoài. Gió rất là mát và view cực kỳ chill nhé. Bây giờ mình sẽ xuống tầng 3 và tầng 3 cũng tương tự, mình sẽ có 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Và bây giờ mình sẽ xuống tầng 2. Tầng 2 mình cũng sẽ có 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Tầng 1 còn có thể gọi là tầng lửng. Tại tầng 1 thì mình chỉ có 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm. Diện tích của căn nhà là 4m x 17m. Tổng mình sẽ có 1 trệt, 1 lửng, 4 lầu, 7 phòng ngủ và 8 phòng tắm. Giấy tờ pháp lý đầy đủ do chính chủ bán. Đây là căn nhà mẫu. 4 căn còn lại
mình có thể lựa chọn màu hoặc nội thất theo sở thích của mình. Xin vui lòng liên hệ 0913 804523. Xin cảm ơn.